Anh em xem này, gù ghế nó kinh lưỡng nha, để em rửa cho sạch luôn. Thì anh em lấy nếu mà cái bông muốn to, bù ghế phải khỏe nghe anh em con. Đó, em vũ mà muốn đứt hết trơn, đứt nhiều cái đứt luôn á, nè anh em đứt trâu luôn trên mặt nước nè. Đó, mà em vẫn vũ cho anh em con xem nè. Đó. Chào, bữa nay 23 ngày anh em con. Đó. Ghê ghê không? Mà anh em nhìn thấy là hút nè. Thì bữa có 10 bữa 19 ngày em có chia sẻ anh em mình đó. Anh em mới mới thấy mấy ngày mà nó ra ghê không? Đúng không? Đó, anh em con xem nha. Thì mong anh em con xem hết video giùm em để em có động lực, tại nhiều anh em nói nhiều không phải đâu anh em con ơi. Làm YouTube này không phải dễ đâu. Mình phải chia sẻ và mình nói chung là mình đi thực tế thì em nói chung là em chào anh em bà con đã đến kênh nguồn nước miền Tây anh em bà con. Thì hôm nay là em chia sẻ anh em về cái cách mà mình xác định để mình bón đưa phân đợt 2 vô để bón phân nó đồng bón phân đợt 2 đó anh em bà con. Đó, thì thời điểm bữa nay cái dàn lúa mà em chia sẻ anh em là cái miếng này là miếng chính, là từ đầu giờ video em nào em cũng nói là cái miếng chính anh em bà con. Thì hôm nay em giải phân đợt 2 rồi xong em ngày mai em xịt luôn anh em ơi, rồi em sẽ bay về Tân Hiệp tiếp nha. Đây anh em, đây anh em nhìn cái dàn lúa em nha, đây cái miếng này đây nha, nó có bờ kinh đó, thì nhiều anh em cũng nhìn anh em cũng biết rồi đó anh em bà con. Đó, thì cái màu lúa bây giờ nó cũng xanh, nhưng mà cái lá lúa anh nhìn cái lá lúa em dù nó sáng cũng gì nha anh em bà con, nó vẫn đứng nha. Đó, thì bây giờ em chia sẻ với em cách mà mình xác định để mình đưa lượng phân ở cái tổ phân được hai này vô cho nó phù hợp với anh em bà con. Anh em bà con mong anh em bà con xem hết video giùm em nha. Còn anh em nào mà làm 504 á, đó, thì anh em qua cái kênh Huỳnh Phương TV xem bên bển, em sẽ chia sẻ dòng 504 bển nha anh em bà con. Đó, thì còn mấy miếng em chưa có thời gian quay luôn anh em bà con ơi. Đó, thì ở đây em cũng nói trước, tại vì hiện tiện bây giờ là nãy em mới đi xịt phân là em thấy có mũi hành nha anh em bà con. Mũi hành là thấy con mũi hành đó, chưa thấy cây lúa bị mũi hành nhưng mà thấy con mũi hành nha anh em bà con. Đó, thì ngày mai em xịt nha anh em bà con, em xịt mới được ôn luôn anh em đây coi được ôn nè. Thì bây giờ em nhổ cái lúa lên cho anh em xem thấy nha, nhổ lúa cho anh em con mình xem cách như thế nào con, để có gửi nó sao cái này con, đứt chơi cái này con, anh em đây con. Thì hiện tại bây giờ là 23 ngày nữa rồi con ơi. Cái đó để vỏ lại đổ phân lên tới đây. Đây nè. Nè, bộ ghế này. Nè, thấy là đứt này ha. Nè, này này đứt nè. Đứt chân nè. Nè, đứt ngang hết trơn nè. Mà nó cứng quá nè, đất cứng quá. Nè, này thấy không? Thì cái bữa nay vẫn phân như thế nào anh em bà con ơi? Thì anh em xem nhìn cái lúa nè. Cái cự phân này mình vải vô để mình nuôi hai cây này nè anh em con. Thì anh em để ý cây lúa của em khi nào mà tới mà đón đồng á là nó bằng ngón tay út này, cái mẹ chứ cái con nó ngang ngửa nhau anh em con. Nó đó. Đó, thì anh em xem nè, thì cái bây giờ nó chiều dài nó cũng có dài nên hai mấy ngày nó chừng ba tắc hơn ba tắc nè nè đó. Rồi để em nhổ cái khác cho anh em bà con mình xem nha. Anh em xem nhớ xem hết video giùm em để em chia sẻ anh em nha. Đây em nhổ hai bụi được chỗ là mềm mềm nữa nè, cứng quá, cứng cái đứt chân. Đây này, chỗ này mềm nè. Em nhổ này mình xem nè. Đất châu rồi cặp bờ nữa, cứng quá nè. Để em ấy rồi em chia sẻ cách mình xác định nghe nè bà con. Em bà con xem hết video giùm em. Đó, anh em xem nè. Gù ghế nó kinh lưỡng nha, để em rửa cho sạch luôn. Thì anh em lấy nếu mà cái bông mình muốn to, bù ghế phải khỏe nghe nè bà con. Đó, em vũ mà muốn đứt hết trơn, đứt nhiều cái đứt luôn đó nè, anh em đứt trâu luôn trên mặt nước nè. Đó, mà em vẫn vũ cho anh em mà con xem nè. Thấy không, bữa nay 23 ngày anh em con. Đó. Thấy không, ghê ghê không, mà anh em nhìn thấy là hút nè. Thì bữa có 10 bữa 19 ngày em có chia sẻ anh em mình đó, anh em mới mới thấy mấy ngày mà nó ra ghê không.
Đó. Đó, anh em con xem nha. Thì mong anh em con xem hết video giùm em để em có động lực. Tại nhiều anh em nói nhiều không phải đâu anh em con ơi. Làm YouTube này không phải dễ đâu. Mình phải chia sẻ và mình nói chung là mình đi thực tế thì em nói chung là em không phải là em nói chung là em không phải là kỹ sư nha. Em chỉ là nông dân thôi, nhưng mà mình làm ruộng rồi mình biết rồi mình ấy anh em con. Mình làm ruộng rồi mình tiếp xúc biết rồi mình biết á, rồi mình nghiên cứu tại sao mà nó bị này bị kia đó, chứ không phải em là kỹ sư nha. Em chỉ làm trên thực tế, em chia sẻ thực tế thôi, còn ai kỹ sư thì người ta nói sao nói, dù em nói em chỉ vận dụng trên thực tế thì anh em thấy đức luôn nè nha. Nó đứt nhiều lắm đó anh em còn, mà coi anh em xem bộ ghế này không ghê không, mới 2-3 ngày anh em còn. Thì cái khi mà anh em á, anh em bà con mình đó, mà nếu mà mình xác định được cái bây giờ muốn bón phân nó đồng á, thì anh em nhìn cái màu lá đầu tiên, cái màu lá nha anh em, nhìn cái lúa em không, nó nhầm chỗ cái gò gò nó hơi vàng vàng á, thì anh em có ấy anh em gãy xong phải phân được 2 xong rồi anh em đi chỗ vàng vàng á, anh em trường thúng gì đó anh em đi gãy giờ xương 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 lại mấy chỗ vàng lại hết nghe này bà con, để cho cái dàn lúa mình nó đều nha. À, thứ nhất nha, rồi thứ hai là mình xác định về cây lúa, thì anh em nhớ nghe cái cử phân đợt hai, tại sao mà nhiều anh em có hỏi em thì em chỉ nhìn màu lúa thôi, còn bộ rễ thì em chưa biết. Nếu anh em có kết bạn Zalo với em rồi và Messenger thì anh em nhớ xem, thì anh em nhổ bộ rễ lên cho em xem giùm ha, khi mà chụp hình gửi cho em á, để mình xác định được cái lượng phân mà để mình đưa vô cái cử phân đợt hai nè. Nếu mà cái bộ rễ mình nó yếu anh em bà con, anh em phải kết hợp phun phía trên và vải với phía dưới nha anh em bà con, để cho cái bộ rễ mình anh em nhớ trộn cái thằng sumo pH vô để cho nó kích kích rễ nha anh em bà con ha, nó làm tươi xốp cái nó làm xốp đất mình lợi rồi để cho bộ rễ nó phát triển mạnh đó anh em bà con đó. Thì ở cử phân đợt hai này em cũng vải như cử phân đợt một nha anh em bà con, thì cái miếng này 26 công là em vải 5 bao, trong đó 2 bao G và 3 bao DB, mà 3 bao DB đó thì là DB về đình vũ anh em bà con ơi. Thì với 26 công này em trộn 5 kg sumo pH tiếp tục nha. Anh em biết tại sao? Tại vì đó. Còn nếu mà cái bộ rễ của em nó yếu quá nghe nè mà con, ở giai đoạn này em nhổ lên mà thấy nó yếu á, là em phải kích, ngày mai em xịt á, em phải bổ sung cái dòng chung quy lượng kích rễ để cho nó ra rễ tiếp. Nghe nè mà con. Tại vì cái ràng lúa của em á là cái bộ rễ nó đã đủ anh em ơi, bộ rễ nó rất mạnh rồi. Nên em không xịt nữa mà em chỉ quản lý là đậu ôn với vi khuẩn. Đậu ôn vi khuẩn, đậu vi khuẩn giỏm anh em mà coi. Còn đậu ôn với cái thằng mũi hành nghe anh em con, thì ngày mai em sẽ diện chia sẻ anh em con sau nha. Đó thì anh em có thể đưa cái lượng phân vô, đầu tiên mình xác định cái cây mẹ này nè, chứ cái chồi số chồi trên cái diện tích đất mình đủ chưa nghe anh em con. Và cái màu lá mình á, anh em nhớ nghe, cái màu lá của anh em mà nó hơi bị cong xuống đó, anh em nhìn cái lá lúa em không bao giờ buổi sáng cũng vậy anh em coi, không bao giờ nó sụ xuống, nó cứng ngắc anh em con, anh em còn xem nè đó. Tại vì em á là em cắt nước thường xuyên nha anh em ơi, tại vì khi giải phân được 3 xong là tới ngày 15 là em đã cắt nước, cắt nước tới ngày 18 em đưa nước vô lại nha. Thì cái đợt này em tính giải phân đường ẩm, nhưng mà cái lượng nước ở ngoài sông nó cao quá, bơm không nổi anh em, mà còn ở dưới bên đó người ta không chịu khui nên không bơm nổi, nên em vải cái lượng phân là hai bao gây 3 bao DB. Nếu mà anh em giải được cái nền ẩm là rất ngon nha. Cái cử phân được một cái miếng này em giải phân nền ẩm luôn nè. Nó còn tại vì bên đó là người ta không chịu khui nước ra, rồi mình ở đây mình bơm hoài bên đó xì qua hoài luôn anh em, còn không nổi đó. Thì có bơm rồi nhưng mà bơm không nổi, nên mà bơm sáng bữa sau đầy lên nó, nên là em nó có nước là nên em để nước sẽ nước vừa phải em bón luôn anh em con ơi. Thì để người ta khi mà người ta rút nước cái mình rút luôn, rút phơi luôn nghe anh em bà con. Anh em nếu có điều kiện rút nước được anh em cứ rút nghe anh em bà con, để cho bộ rễ nó ăn sâu nghe anh em bà con đó. Thì anh em nhớ nghe, tại vì mình xác định được cái lượng chồi ở cái diện tích lúa mình cái anh em bà con ơi, diện tích lúa mình cái xong rồi mình coi cái bộ lá nó làm sao, nó có sụ xuống không nha. Cử phân đợt hai này rất quan trọng nha anh em. Thứ nhất là chồi nè, thứ hai là rễ nè, thứ ba là lá nha. Thì anh em xem bộ lá mình coi chắc nó có cái dày không và nó có cứng không. Nếu mà lá mình hơi sụ xuống á thì anh em giảm cái lượng phân lại nha anh em bà con. Nó cái lá mình hơi sụ xuống giảm phân lại, cắt nước cỡ nào mới cắt nước nha anh em bà con. Cái kiểu chuyện cắt nước là rất quan trọng nha. Cái bộ lá này nếu mà bộ lá em mà nó dư đó, nó gục xuống đó, là em bắt buộc cỡ nào em cũng phải bơm anh em mà con ơi. Nó bây giờ mình bơm tốn xăng, em cũng tốn dầu cũng bơm, nó tại cái bộ lá em với bộ rễ em quá dữ, nói chung là dữ dằn luôn đó. Ở đây là nó dữ dằn luôn, nó gấp đôi gấp ba người ta đó. Anh em mới thấy 2-3 ngày nè, bây giờ em nhổ cây khác nữa cho anh em xem để anh em tin thôi, anh em nó dốc lên, em nó dốc anh em nữa đó. Anh em cái em kiếm chỗ nào mềm mềm, anh em chỗ đất này nó cứng lắm, tại vì em phơi á.
nè, nó đẻ nè anh em coi đó, anh em coi ha, kiếm chỗ nào nó mềm mềm đó nè, cái này cứng quá, cứng ngắc à. Em nhổ cho nó mềm mềm đó. Cứng quá nhổ đứt chân, anh em xem bộ ghế nó hết hồn á, để em kiếm chỗ nào nó mềm mềm, em nhổ cho anh em mà con mình xem, một bụi một thôi, khỏi cần nhiều. Lại đẩy gió giùm anh tới đây. Lại đẩy gió lên anh ơi. Đứt chân rồi anh em con. Ô, đứt hết rồi. Đặt cứng quá, đứt hết luôn rồi. Rồi nhổ được nhiều nhổ, anh em cứ cứ xem để tới cửa phân được ba này sẽ bố gửi của em nè. Dữ dằn lắm anh em con. Nó thì anh em nhớ cái sử dụng cái dòng kích rễ vô nghe anh em con. Nếu mà lừa cái chơi cái cửa phân được hai của mình mà bộ rễ mình yếu á. Anh em giải dưới kích rễ trên nha anh em con. Đó. Đây nè, em nhổ đứt nè, anh em thấy đứt lừ chưa nè, đứt lừ cổng chưa nè, mà nó còn gì nè, anh em mới gửi sáng rồi đây bụi này đó, hai bụi nè đó, anh em thấy không. Bây giờ mình vải vô để chủ yếu là nuôi này nè, anh em thấy cái cây của em không, lúa em không. Bây giờ nếu mà cái thay giai đoạn mà tới giai đoạn mà nấu đồng là nó bự bằng ngón tay út này, cái con này nè anh em, không chứ không phải vừa đâu. Đây nè, anh em xem bộ ghế nè, thì em có chia sẻ những dòng sản phẩm mà kích rễ anh em mà con, đó, thì anh em nhớ xem video lại những cái video trước em có chia sẻ đó, thì anh em xem lại nha. Còn cái số điện thoại và Zalo của em là 0986746014, anh em mà con, 0986746014, anh em kết bạn đi anh em mà con ơi, đó, em lúc nào em cũng hỗ trợ và chia sẻ bà con bằng cái những gì em biết hết trơn. Anh em cứ có ấy thì anh em cứ chụp hình bộ rễ với cái cây lúa lại giùm em nha. Đó, thì anh em xem ở bộ rễ đó nè, mà bị đứt nghe anh em mà con, chứ không phải không bị đứt, đứt nhóc chứ nè. Đó, mà nó cỡ này nè, thì đó là những gì em chia sẻ anh em mà con, nó bằng những tấm lòng của em anh em mà con. Anh em mà con nhớ bấm vào từ đó cái kênh để em có động lực em làm những video tiếp theo để em chia sẻ anh em mà con mình đó. Đó, anh em mà con lúa thì nói chung là cơ bản là bệnh dữ dằn lắm đó, ngày mai phải xịt nè, anh em nhìn thấy bệnh nè. Rồi em chào anh em bà con, chúc anh em bà con sức khỏe. Đây anh em coi soi xem nè, nó nghe ngay cái miếng 26 con gỗ gà nghe anh em bà con, nó miếng nào cái miếng em quay anh em bà con, em chia sẻ anh em con là miếng nào cái miếng đó luôn anh em bà con, nó mong anh em xem hết video giùm em nha. Rồi em chào anh em bà con, chúc anh em bà con sức khỏe.